Chào quý vị các bạn, thì ở các clip trước á, thì công ty VieWorld chúng tôi đã giới thiệu các bạn rất là nhiều các loại súng phun sơn, nồi trộn sơn, bơm sơn. Thì khi mà sử dụng nồi trộn sơn và bơm sơn á, kèm súng phun sơn, chúng ta cần phải sử dụng thêm dây dẫn sơn và dây dẫn hơi. Thì hôm nay qua clip này tôi xin giới thiệu với các bạn về cái dòng dây dẫn sơn mà thường dùng là cái dòng dây dẫn sơn 6.5 x 10 mm đây. Thì khi mua về chúng ta sẽ có, đây là cái dòng dây dẫn 3 lớp nhé. Thì ở đây á, nó sẽ có một lớp bố ở giữa cái này. Thì ở đây nó sẽ có khá nhiều kích thước. Một trong những kích thước mà hay dùng nhất á, là 6.5 x 10 và 8 x 12. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn vào đây ha. Tôi sẽ để qua đây cho các bạn nhìn thấy cho nó rõ hơn. Thì đây, thì ở đây nó sẽ có thương hiệu ha. Resolver Tup này, 6.5 này, nhân 10 này. Đó, 6.5 x 10 nhé. Rồi sẽ đẩy lên đây. Ta sẽ có là 6.5 x 10. Đó. Thì cái thông số của nó là từ 300 đến 800 PSI ha, công nghệ Japan. Đó, Japan. Công nghệ Nhật Bản. Thì với cái dòng dây dẫn sơn này á, thì đây là dây dẫn sơn loại tốt 3 lớp. Bởi vậy cái độ bền của nó rất là cao. Đó, chúng ta có thể mở ra chúng ta xem này. Đó. Thì đây là cái dây dẫn sơn có một lớp bố ở giữa 6.5 x 10, nó có cái dòng 8.2 nữa. Đó. Thì trên đây á, thì công ty VieWorld chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái dây dẫn sơn 6.5 x 10 chuyên dùng cho bơm sơn, nồi trộn và súng phun sơn. Để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất á, thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt quý khách, chúc quý khách thành công.